Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Vì sao bạn dễ bị đau đầu sau khi ngủ trưa? Quý anh chị thân mến, một giấc ngủ trưa đúng, đủ và khoa học sẽ rất có lợi cho sức khỏe, giúp loại bỏ cái cảm giác buồn ngủ và tinh thần sẽ thoải mái cho cả buổi chiều làm việc. Ngoài ra thì việc ngủ trưa còn giúp cải thiện được trí nhớ, tăng cường sự tập trung và óc sáng tạo, đặc biệt cân bằng lại não bộ và giảm stress. Tuy nhiên, nếu ngủ không đúng cách sẽ gây ra cái hiện tượng đau đầu sau khi ngủ trưa. Sau đây là một số các nguyên nhân gây đau đầu sau khi ngủ trưa chúng ta nên biết. Thứ nhất, đây là ngủ sai tư thế. Việc ngủ sai tư thế, ví dụ như là ngủ không kê gối hay là nằm gối quá cứng hoặc quá cao, đầu không thẳng với cổ, nằm nghiêng một bên hoặc là nằm úp sấp mặt một chỗ mà không thay đổi tư thế sẽ gây nên cái tình trạng ngủ dậy bị đau đầu và mệt mỏi. Ngoài ra, đối với những người nhân viên văn phòng vì không có chỗ để nghỉ trưa nên thường hay ngủ trưa gục đầu xuống bàn làm việc. Đây chính là cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng đau đầu sau khi ngủ dậy. Bởi khi ngủ trưa ở tư thế ngồi, nhịp tim chậm lại, tình trạng máu không lưu thông đến não. Lượng máu cung cấp tới các cái cơ quan bị giảm xuống, dẫn đến hiện tượng thiếu máu lên não, gây ra đau đầu, mệt mỏi, ù tai, tê bì chân tay. Cái nguyên nhân thứ hai, đấy là cái thời gian ngủ quá mức cho phép. Thông thường một giấc ngủ trưa được cho là đảm bảo tiêu chuẩn sẽ kéo dài. Từ 7 đến 8 tiếng vào ban đêm và khoảng 30 phút đến 1 tiếng vào buổi trưa. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp thời gian ngủ vượt quá cái mức cho phép, cơ thể sẽ từ cái trạng thái ngủ nông đi vào ngủ sâu. Trong cái thời gian này thì quá trình ức chế của trung khu thần kinh tăng lên, lượng máu lên não giảm xuống, sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ chậm lại. Chính vì vậy mà khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau nhức đầu và chóng mặt. Và cái vấn đề thứ ba, đấy là môi trường xung quanh chỗ ngủ không đảm bảo. Mọi người thường không chú ý đến cái không gian xung quanh chỗ ngủ trưa. Một không gian ngủ chật hẹp, không lý tưởng, thiếu oxy, nhiệt độ trong phòng quá nóng hoặc là quá lạnh, có thể có nhiều cây cối trong phòng ngủ hay nhiều ánh sáng, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sau mỗi lần ngủ dậy và có thể dẫn tới khó chịu, mệt mỏi và cơn đau đầu sau khi thức dậy. Vấn đề thứ tư, đấy là vừa thức dậy đã làm việc ngay gây đau đầu đối với nhiều người sau khi ngủ dậy buổi trưa. Dư âm của giấc ngủ vẫn kéo dài trong khoảng nửa giờ sau đó, vì thế sẽ không tốt nếu khi vừa mới ngủ dậy đã làm việc ngay lập tức. Điều đó có thể gây ra những cái cơn đau đầu mệt mỏi. Do đó, để tránh những cái tình trạng đau đầu sau khi ngủ trưa, hãy hoạt động nhẹ nhàng khoảng 5 đến 10 phút và uống một cốc nước rồi mới bắt đầu làm việc. Và vấn đề thứ năm, đấy là dùng nhiều chất kích thích, ví dụ như là cà phê, trà, sô cô la hay là nước ngọt có ga là những đồ ăn thức uống khiến chúng ta khó đi vào giấc ngủ. Vì caffeine chứa trong những cái chất đó vừa là chất gây kích thích, vừa có tính lợi tiểu. Do đó mà giấc ngủ trưa sẽ không được đảm bảo, ngủ chập chờn và dễ bị đau đầu sau khi ngủ trưa dậy. Và thứ sáu là sử dụng thiết bị điện tử. Thường xuyên làm việc trên máy tính, laptop hay chơi game nhiều trên iPad, nghe gọi, nhắn tin trên điện thoại quá lâu trước khi đi ngủ cũng có thể là cái nguyên nhân khiến bạn khó ngủ và gây nên những cái cơn đau đầu khi ngủ dậy. Và vấn đề thứ bảy, đây là thiếu máu não. Nếu tất cả những cái nguyên nhân kể trên đều không phải là cái lý do gây ra mất ngủ và đau đầu khi thức dậy sau khi ngủ trưa thì rất có thể nguyên nhân là do thiếu máu não. Thiếu máu não không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa mà còn ảnh hưởng đến cả cái giấc ngủ ban đêm. Triệu chứng kèm theo khi bị thiếu máu lên não, ngoài cái dấu hiệu đau đầu ra còn nó còn kèm theo chóng mặt, nhất là khi hay đổi tư thế trằn trọc khó ngủ, ngày ngủ gà, ngủ gật, ù tai, nghe kém, mở mắt và đôi khi đau, cảm thấy tê buốt. Khi thấy có cái triệu chứng đau đầu sau khi ngủ trưa thì cảm thấy nặng đầu sau khi ngủ dậy, cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao ngủ dậy hay bị đau đầu để từ đó có cái biện pháp khắc phục ngủ đúng cách và hiệu quả, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Trên đây đấy chính là 7 cái nguyên nhân có thể khiến chúng ta dễ bị đau đầu sau khi ngủ trưa dậy. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về sức khỏe của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất.
và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.